Kính chào quý khán thính giả, tôi là Joe Đỗ Vinh, điều hợp chương trình Việt Face của chúng ta. Hôm nay chúng tôi mời lại ông John Nguyễn, CEO của Trương Biểu Diệp Foundation. Sau chương trình đầu tiên cách đây hơn một tháng, chúng tôi đã có rất nhiều thân hữu đã coi trực tiếp truyền hình trên khắp nước Mỹ chương trình với ông John Nguyễn của Trương Biểu Diệp Foundation. Cũng như cái chương trình đó đã được thu hình và chuyển lên YouTube mà chúng tôi đã có đăng tải cái link. Quý vị có thể coi ngay trang nhà chính của Trương Biểu Diệp Foundation, chữ tbdf.org. Quý vị lên trang chính của Trương Biểu Diệp Foundation sẽ thấy cái link trực tiếp để coi lại chương trình mà đã phát hình trước đây khoảng một tháng. Vì sau khi chúng tôi đã truyền hình trực tiếp cũng như là đưa link lên trang nhà thì có rất nhiều quý thân hữu có nhiều thắc mắc cũng như câu hỏi đã đặt trực tiếp tại văn phòng hội của chúng tôi tọa lạc tại đường Euclid góc với Business Center Plaza, hiện nay gọi là đường Quang Trung, nơi tượng đài của Đức Vua Quang Trung cách không tới 100 mét. Vì chúng tôi có rất nhiều những câu hỏi rất là xúc tích và rất là quan trọng nên chúng tôi đã chọn lựa lại một số những câu hỏi mà thường được đặt ra cũng như mà chúng tôi thấy rằng cần nên phải có một chương trình như hôm nay để trả lời một số những câu hỏi thì chúng tôi đã biên soạn ra và xin đặt với ông John Nguyễn. Xin một lần nữa giới thiệu ông John Nguyễn, CEO của Trương Biểu Diệp Foundation. Xin kính chào anh. Xin kính chào anh Đỗ Vinh và xin chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả theo dõi chương trình Việt Face của chúng ta. Và lần trước chúng tôi nghĩ là lên một lần là xong, nhưng mà được sự ưu ái của quý khách, quý ông bà đã đặt rất nhiều câu hỏi cho nên hôm nay lại có dịp gặp lại quý khán thính giả, nhất là trong cái mùa Thanksgiving. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng tôi đang trực tiếp truyền hình ngay dịp Thanksgiving cuối tuần này cũng như là sẽ đưa lên YouTube và hy vọng rằng chúng tôi sẽ giải đáp được một số những câu hỏi của quý vị. Tuy nhiên, nếu chúng tôi có trường hợp đặc biệt cũng như là cơ hội sẽ một lần nữa gửi đến quý vị một chương trình vào gần mùa lễ Giáng sinh. Cũng là anh John Nguyễn và chúng tôi hy vọng rằng một số những câu hỏi mà quý vị đã đặt ra sẽ được trả lời hôm nay một cách thỏa đáng. Đầu tiên, thưa anh John, chúng tôi có thấy ông bà Phong ngay thành phố Garden Grove, địa phương chúng ta đặt câu hỏi như thế này. Chúng tôi có xem Việt Face TV, thấy ông John Nguyễn nói về cha Trương Biểu Diệp và hội Trương Biểu Diệp Foundation. Đặc biệt, ông cũng là một chứng nhân đã được ơn của cha, không chỉ một lần mà rất nhiều lần. Thì xin ông cho biết thêm về những trường hợp nào mà ông đã được nhận ơn của cha. Xin cảm ơn anh Đỗ Vinh, xin cảm ơn ông bà Phong đã gửi câu hỏi. Không phải riêng ông bà Phong mà rất nhiều người cũng hỏi chúng tôi là ơn lành mà cha Diệp ban cho chúng tôi như thế nào. Tôi có thể tóm tắt thế này. Ơn lành của cha xảy đến cho tôi và gia đình tôi từ năm 2008 cho đến năm 2012. Trong suốt 4 năm đó không thể diễn tả trong một thời gian ngắn được. Đặc biệt có những chuyện nó xảy cho cá nhân tôi. Và nếu không có cha giúp đỡ thì tôi có thể nói là cái hạnh phúc gia đình cũng như cái sự nghiệp cũng như cái tính mạng của tôi tan tác rồi. Chính vì vậy cho nên chúng tôi quyết định mở văn phòng Trương Biểu Diệp Foundation chính là dựa trên cái nền tảng của lòng biết ơn cha. Cho nên tôi hy vọng một cái dịp khác chính bà xã tôi sẽ kể câu chuyện này, nó hay hơn là tôi nói về tôi. Vâng. Dạ. Thưa quý vị, anh John Nguyễn cũng đã nói sơ qua lần đầu tiên là những cái ban, những cái ơn lành mà ông John đã nhận được nó cũng có liên quan tới sức khỏe, sự nghiệp và hạnh phúc gia đình. Và như ông cũng đã trả lời rằng nó có một số những cái ân lành đó thì quý vị biết nó rất là riêng tư và rất là cá nhân, khi mình cảm nhận được có thể mỗi người mỗi khác. Và chúng tôi nghĩ rằng anh đã nói như vậy thì hy vọng lần tới sẽ mời được cô Holly để lên đây làm chứng với anh. Dạ vâng, nhưng mà chắc lúc đó cho tôi trốn. Nhưng mà bốn câu hỏi kế tiếp anh không trốn được đâu. Dạ, sẵn thưa sàng. Quý vị, đây là những câu hỏi có thể nói là rất là khó và rất là xúc tích, đặt thẳng vào vấn đề. Ông bà Châu
ở San Diego, California đặt câu hỏi như thế này. Cha sở của chúng tôi không khuyến khích đi thăm và cầu xin ơn cha Diệp. Vì nếu xin mà không được thì sẽ mất lòng tin. Thậm chí có người nói là mê tín dị đoan, buông thần bán thánh. Ý kiến của Trương Bửu Việt Foundation như thế nào đối với các nhận xét nêu trên? Cảm ơn anh và cảm ơn ông bà Châu ở San Diego. Câu hỏi này giúp cho chúng tôi có cơ hội để nói đến một điều. Khi chúng tôi ở cái xã hội Hoa Kỳ này, chúng tôi học được rất nhiều. Thứ nhất là cái tinh thần nêu cao tự do tín ngưỡng. Và đặc biệt, chính phủ Hoa Kỳ còn khuyến khích người dân có cái niềm tin vào Thượng Đế. Vì đặc biệt là chính phủ không phân biệt tôn giáo nào. Tôn giáo nào miễn là đem lại cái niềm tin và sự bình an cho cái người tin tưởng vào đó là họ khuyến khích. Và chính vì vậy cho nên, và những cái nghiên cứu chỉ ra rằng là cái niềm tin và chỗ dựa tinh thần nó là một cái phương thức rất hiệu nghiệm để chữa lành cho con người, nhất là những cái nỗi đau về tinh thần. Thế thì nó không có tốn tiền, nó rẻ hơn tất cả loại thuốc mắc tiền nhưng mà vẫn hiệu nghiệm, không hề thua kém. Chính vì vậy cho nên mình học được một điều là mình tôn trọng tín ngưỡng của mọi người. Không có phân biệt cái nào hay, cái nào tốt, cái nào đúng, cái nào sai, cái nào phải, cái nào trái. Miễn là cái niềm tin đó đem lại sự bình an cho cái người tin vào. Cho nên khi họ chúng tôi mở ra văn phòng Trương Bửu Việt Foundation, chúng tôi chỉ với mục đích là làm sao sự bình an của cha đến cho tất cả những người họ cần đến, bất kể tôn giáo nào. Quý ông bà biết là khi mọi người đến với chúng tôi với những cái thống kê của cả năm thì số lượng người từ các tôn giáo như Công giáo, Phật giáo, kể cả Hòa Hảo, Cao Đài và đặc biệt là Tin Lành và Đạo Mộc Minh. Và gần đây nhất có một vài người là chính thống giáo. Không biết anh Đỗ Vinh có nghe chính thống giáo? Orthodox. Orthodox. Vẫn đến với cha Diệp. Thì chúng tôi cho rằng là ai cũng có quyền giữ cái niềm tin của mình. Và đến với cha chẳng qua là nhờ cha chuyển cầu đến cái đấng tối cao mà mình tin. Thế thôi. Vâng. Thưa quý vị, chương trình trước của chúng tôi thì cũng đã ghi ở trên trang nhà của Trương Bửu Việt Foundation tbf.org và chương trình này sau khi được trình chiếu cũng sẽ được đưa lên đó. Thành ra mong quý vị sẽ lên coi lại cũng như chuyển đạt cái link để cho các thân hữu cũng có thể cùng xem. Vấn đề ở đây chúng ta nói về đức tin cũng như là cái lòng biết ơn. Thì đó là một cái điều rất là khó đo lường và khó là đánh giá. Thành ra là anh thấy những cái ý nghĩ là nếu mình đến cầu xin mà không được thì có mất lòng tin không? Anh trả lời trực tiếp câu hỏi đó. Những người họ cảm thấy họ ngần ngại và họ chưa có chứng kiến được những cái ơn lành của cha thì dĩ nhiên họ có những câu hỏi. Thì anh thấy những cái sự thắc mắc đó nó chưa có chính đáng và anh có thể trách ăn không? Dạ vâng, chúng tôi phải nói rõ thế này. Có hai điều mà người ta rất tránh trong vấn đề nói chuyện, tranh luận. Đó là về chính trị và tôn giáo. Vì nó là never ended. Ai cũng có cái lý của mình. Cho nên chúng tôi không có nói ra để mà phải đúng sai gì cả. Nhưng theo cái suy nghĩ của chúng tôi, thì tôi cho rằng là khi ở tại văn phòng cha Diệp, nhìn mọi người đến, chúng tôi thấy một điều là khi họ vào với khuôn mặt hết sức là lo âu. Thậm chí có người khóc và đau khổ. Nhưng sau khi ở với cha một lát, khi ra về tôi thấy khuôn mặt họ bình thản hẳn. Thì tôi đừng nói, không nói đến chuyện là cái chuyện họ xin có được hay không. Nhưng tôi thấy rõ một điều là vừa mới ngỏ ý với cha, cha đã cho sự bình an rồi. Và trong cuộc sống ta biết là có những lúc gọi là khoảnh khắc rất là nguy hiểm cho cuộc đời. Chỉ cần lúc đó mình bình tâm thôi là mình đã thoát được rất nhiều thứ. Thế thì cái ơn đầu tiên khi mình ngã ngỏ lời xin và tin nơi cha sẽ giúp, đã giúp cho sự bình an xảy ra ngay lập tức. Và sự bình an đó còn cái chuyện mọi chuyện đến tới đâu thì cuộc đời nó diễn biến xoay vần, nhưng cái đầu tiên ta được là sự bình an trong tâm hồn. Vâng, cảm ơn anh John. Hy vọng rằng ông bà Châu ở San Diego vẫn theo dõi chương trình chúng tôi và đã được
những cái lời giải thích cũng như là cái sự quan tâm của anh John đối với những cái vấn đề mà quý vị đặt ra. Và hy vọng chúng tôi vẫn tiếp tục ghi nhận những cái câu hỏi của quý vị. Thành ra quý vị có thể email hoặc gọi điện thoại hoặc tới thật trực tiếp văn phòng để đặt những câu hỏi viết ra để chúng tôi còn những chương trình khác trả lời cho quý vị. Xin phép anh, hồi nãy có một cái ý là có người nói là mê tín dị đoan, buôn thần bán thánh vân vân, thì tôi chưa nói hết chỗ này. Dạ vâng, xin anh nói thêm. Tôi không dám nói là mình làm cái điều gì cao cả hay là vĩ đại, nhưng tôi thấy một điều. Thứ nhất, đến với cha Diệp, đến với văn phòng chúng tôi hoàn toàn miễn phí, thế thì không có chuyện buôn bán ở đây. Thứ hai, cái hiểu biết của mỗi người trong xã hội mới bây giờ rất là sâu rộng, không có đơn giản. Khi họ chọn đến, có nghĩa là họ đã chọn một cái nơi chỗ dựa tinh thần. Phần còn lại là quyền tự do của mỗi người, mình không thể phê phán được. Nên tôi tin rằng là có cái niềm tin và cái chỗ dựa tinh thần là điều hết sức quan trọng. Vâng, cảm ơn anh. Tôi vẫn tin tưởng rằng tuy có những lời giải thích như vậy nhưng mà cũng có những người vẫn còn thắc mắc, thì chúng ta cũng thấy quý vị lúc nào cũng welcome để đến trực tiếp và trải nghiệm chính cho cá nhân mình. Và đó là cái cách tốt nhất để mình xem thứ là những cái điều anh cho nói đây nó có đúng hay không. Quý vị đến thì sẽ thấy tìm được những sự an ủi, sự bình an và những cái niềm hy vọng, những cái sự mà quý vị sẽ kinh nghiệm thì nó sẽ khác với mọi người. Thành ra Trương Quý Diệp Foundation đón nhận quý vị một tuần 7 ngày phải không anh? Dạ vâng. Vâng, từ 9 và đúng giờ như sáng. Anh nói, trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một sờ. Mình nghe xin mình phải xác minh lại có đúng hay không bằng cách là chính mình phải trải nghiệm. Đúng như anh nói. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin hỏi tiếp câu thứ 3. Dạ. Được đặt ra bởi ông bà Huệ ở Huntsville, Alabama. Đây là bên cái miền cũng là gọi là phía nam của nước Mỹ, gần Georgia, gần tiểu bang Florida, nơi có rất nhiều người gốc Việt chúng ta đã sinh sống và qua nhiều năm đã an cư lạc nghiệp, cũng như có những giáo xứ, nhà thờ và các chùa, các nơi để mà họ thờ phụng tôn giáo. Nhưng họ vẫn tìm về với Trương Quý Diệp Foundation và chúng tôi được câu hỏi như thế này. Chúng tôi là những người được ơn cha và rất là ái mộ cha Trương Quý Diệp, hiện đang ở tiểu bang Alabama. Chúng tôi muốn mở một văn phòng về cha Diệp, có được không? Và nếu chúng tôi có ý nguyện như thế thì Trương Quý Diệp Foundation có giúp gì được cho chúng tôi không? Thì cái này nó cũng hỏi về một phần về đức tin và một phần về cái thực tế. Yeah. Về cái như anh đã từng trải qua, đi từng bước mới xây dựng được một cái Trương Quý Diệp Foundation tại đây, thì anh có thể cho biết những cái khó khăn, những cái thử thách và những cái điều gì anh phải khắc phục, và có thể chia sẻ và giúp những cái người khác có cùng ý nguyện như thế nào? Dạ vâng. Cảm ơn ông bà Huệ ở Alabama. Thực sự ra câu này có rất nhiều người hỏi. Tôi có những người cùng có một câu hỏi như vậy ở bang Texas, ở Houston, Texas. Một người ở Tennessee, một người ở Canada, Vancouver, và một người ở Úc, ở Melbourne, đều có cùng một câu hỏi là họ muốn mở hội. Thì tôi xin trả lời tóm tắt như thế này. Với Hoa Kỳ hay những nước tự do khác, thì cái chuyện mở hội là quyền tự do của mỗi người. Tôi không cần phải xin phép ai, trừ chính phủ cho phép chúng tôi thôi, chứ còn ai muốn mở cũng được. Riêng về hội cha Diệp, thì vì mục đích của hội Trương Quý Diệp Foundation là đem cha Diệp đến cho mọi người, cho nên chúng tôi rất hoan nghênh. Hễ ai mở ra về cha Diệp là tôi sẵn sàng ủng hộ 100%. Lý do là vì hễ thêm một chỗ mở là có thêm nhiều người biết đến cha, thì hội đã đạt được cái mục tiêu của mình. Được. Cho nên, nhưng mà chúng ta thấy nó có những cái thử thách, như là vấn đề anh phải xuất ngân quỹ tiền của gia đình của anh, của cá nhân của anh. Và chính có những người họ mời anh, thì anh cũng đã từng đi tới các tiểu bang xa hơn là California, các thành phố, và anh cũng đã từng đến các nơi và chứng kiến những cái sự thờ phụng và những cái sự tin tưởng ở cha Trương Quý Diệp. Thì anh có thể cho họ biết là đó là một cái sự hy sinh hay là họ sẽ được cái sự giúp đỡ như thế nào, cụ thể là về vấn đề tài chính? Dạ vâng. Thì có thể nói thế này anh Đỗ Vinh,
Tóm tắt 7 năm hoạt động của Trương Bửu Dịch Foundation, chúng tôi rút ra được 3 cái yếu tố cần thiết để mình có thể giữ được một cái văn phòng. Yếu tố thứ nhất là ơn lành. Chính mình phải trải nghiệm được là cái cuộc đời mình biến đổi như thế nào sau khi mình được cha giúp. Thì lúc đó nó trở thành cái động lực rất mạnh. Như bản thân tôi, nếu không có cái ơn đó, xin lỗi, giờ này Trương Bửu Dịch Foundation không có mặt. Cho nên yếu tố đầu tiên quan trọng nhất vẫn là mình có được ơn cha chưa? Và cái ơn nó đủ mạnh để thúc đẩy mình phải làm cái gì đó, trả ơn hay không? Thì điều thứ hai mà tôi cho là cần thiết là gì? Là cái thời gian. Khi mình mở ra, có nghĩa là mình đón những người đau khổ nhất, những người già yếu, những người nghèo đói. Chứ những người mà đang sống thoải mái chẳng ai đến làm gì. Khi gặp khó họ mới tới. Thế thì mình có đủ kiên nhẫn để mở suốt cả tuần như chúng tôi đang mở hay không? Tại vì người ta đến bất kỳ lúc nào tôi gặp khó. Thế thì thứ bảy chủ nhật mình có dám mở hay không? Thứ hai là mình mở suốt từ buổi sáng đến chiều không? Để lúc nào người ta cần là có hay không? Cái commitment về thời gian rất quan trọng. Và tất nhiên yếu tố thứ ba cũng không thể thiếu. Đó là mình phải vững về tài chính. Để mình không có lệ thuộc vào tài chính của bất kỳ ai. Mình làm vì lòng biết ơn. Vì mình làm vì mình muốn trả ơn cho cha. Thì lúc đó mình vượt qua tất cả những cái khó. Thì bao lâu quý ông bà, anh chị em mà mình thỏa mãn được ba cái điều kiện đó, thì tôi tin là cứ gọi cho chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện để làm sao có thể có một nơi để mọi người đến thăm cha Diệp. Vâng, thưa quý vị, rõ ràng là chúng ta phải có cái tâm là chúng ta biết ơn. Và đó là động cơ thúc đẩy chúng ta muốn đóng góp lại và giúp đỡ những người khác được ơn. Như chúng ta đã từng kinh nghiệm và chúng ta cũng có cái nhân bản, có cái lòng nhân ái để muốn giúp mọi người và phải có cái tinh thần hy sinh, đóng góp thời gian, tài của, phải bền bỉ, phải vững tâm, có thể phải đối phó với dư luận và làm thế nào để chúng ta có đóng góp một cách tích cực cho những người xung quanh chúng ta mà họ được hưởng ứng. Chứ còn nếu không có sự hưởng ứng thì chúng ta cũng có thể thờ tại nhà và có thể có kinh nghiệm cá nhân. Không nhất thiết phải mở một cái tổ chức hay một cái hội. Đúng vậy. Nhưng chúng ta muốn chia sẻ nó rộng lớn hơn với mọi người về vấn đề kiến thức, về kinh nghiệm. Thì Trương Bửu Dịch Foundation có những kiến thức có thể chia sẻ với quý vị. Như quý vị biết rằng Trương Bửu Dịch Foundation là một cái tổ chức bất vụ lợi. Thì nó có những cái thủ tục, nguyên tắc về pháp lý, về hành chính, về vấn đề đăng ký, về những nghề từ nguyện như thế nào, về những cái vấn đề khai thuế và những cái chuyên môn đó. Tôi nghĩ anh John Nguyễn, CEO, sẵn sàng chia sẻ những kiến thức để mà giúp cho quý vị tổ chức. Nhân tiện anh nói đến điều đó thì tôi cũng nói một yếu tố quan trọng. Trước khi mình làm bác ái thì mình phải làm sự công bằng trước. Công bằng đến nghĩa là gì? Pháp luật rất là rõ ràng. Mình làm tất cả mọi điều của mình phải dưới pháp luật. Đừng có lý do là tại vì tôi làm tốt cho mọi người cho nên không cần phải bỏ qua những cái giai đoạn quan trọng như vấn đề là pháp lý. Xin thưa, những cái đó là những cái foundation căn bản nhất. Căn bản, nền tảng. Phải chuẩn bị mọi thứ theo đúng pháp luật. Phần còn lại chúng ta hãy làm bạc ai. Đó là cái kinh nghiệm chúng tôi. Quý vị biết ở Mỹ hay là các quốc gia mà luật lệ rất là nghiêm minh rõ ràng. Và người Mỹ hay nói là transparency, mọi chuyện phải minh bạch. Accountability về sổ sách nghiêm túc và trách nhiệm, kể cả như Trương Bửu Dịch Foundation phải có những hóa đơn, những cái bill phải thanh toán, bảo hiểm, trả lương nhân viên khi cần thiết, vân vân và vân vân. Thành ra nó cũng cả một cái thử thách. Nếu quý vị chấp nhận và sẵn sàng hy sinh thì chúng tôi nghĩ rằng quý vị cũng có thể làm được như anh John. Trong suốt 7 năm qua đã có một cái cơ sở rất là trinh trọng để đón tiếp mọi người. Và cái kinh nghiệm thế này anh, với chính phủ chúng tôi ngay từ đầu đã làm việc để làm sao mình hoạt động một cách hợp pháp. Thì phải nói rất khó để xin một cái tiêu chuẩn về tax exam và non profit thì có rất nhiều những cái thủ tục phải làm. Thậm chí phải mất 2-3 năm mình chứng minh công việc mình làm nó có ích cho xã hội thực sự hay không. Nhưng một khi mà những cơ quan pháp luật họ thấy mình làm đúng hướng rồi thì họ lại tạo mọi điều kiện cho mình phát triển. Đây là cái điều mà phải nói là tôi rất biết ơn cái xã hội ở đây.
Thưa quý vị, Trương Bửu Diệp Foundation không chỉ được những cái tư cách pháp lý tại tiểu bang California mà tư cách pháp lý với chính quyền liên bang. Họ được cái công nhận uy tín và cái sự thành tín của tổ chức Trương Bửu Diệp Foundation. Đến nỗi quý vị biết rằng chúng tôi có những dân cử địa phương đã đến với những bằng tưởng lộc khen thưởng, và chúng tôi cũng xin cảm ơn các vị dân cử đó từ cấp thành phố tới cấp quận cho tới cấp tiểu bang đều có đến và đã tham dự những sinh hoạt của Trương Bửu Diệp Foundation. Và sau chương trình chúng tôi, quý vị sẽ thấy một cái clip 6 phút để nói lên những cái sinh hoạt đó cho quý vị coi. Xin quý vị coi hết chương trình thì sẽ nhìn hình ảnh video và những sinh hoạt của Trương Bửu Diệp Foundation sẽ chiếu sau cái cuộc phỏng vấn của tôi với ông John Nguyễn. Xin hỏi ông tiếp. Xin lỗi anh, lại xin cắt lời một lần nữa. Khi anh nói đến về cái tầm mức của Trương Bửu Diệp Foundation, tôi xin nhắc một điều không bao giờ thể quên được. Tất cả những cái đó mà có được ngày hôm nay chính là nhờ cha. Nếu không có ơn cha, không có sự linh thiêng của cha, thì giờ này hội cũng không ra gì cả. Vâng, và thưa quý vị, Đỗ Vinh cũng đồng lòng với cái nhận định đó của anh John. Tại vì quý vị biết, quý vị đến với tổ chức với Trương Bửu Diệp Foundation không phải đến với anh John. Dạ đúng. Cũng không phải đến với tôi. Tôi cũng là một cảm tình viên, một người đã được ơn, và tôi cũng vì cha mà đến với anh. Dạ đúng vậy. Nếu mà tôi không biết tới cha, không được cái sự đề cử hay sự giới thiệu của những người khác, thì tôi đâu có biết anh John đâu. Tôi tới vì cha. Dạ, thì đúng. Đó là một cái điều chúng ta không có thể quên được. Và rất là cảm ơn ông bà Huệ ở Alabama đã đặt câu hỏi. Dạ. Chúng tôi hỏi câu kế tiếp của bà Kim ngay tại địa phương chúng ta, Fountain Valley. Tôi là người đạo Phật, nhưng biết cha Diệp rất linh thiêng. Tôi có thể đến Trương Bửu Diệp Foundation để khấn cha Diệp được không? Và đến với Trương Bửu Diệp xin khấn với cha Diệp có phải đóng tiền không? Tôi có phải vào đạo Công giáo không? Câu hỏi đã hết rồi. Dạ vâng. Xin cảm ơn bà Kim. Tại vì tôi biết ngay là bà chưa đến lần nào. Tại vì đã đến rồi thì sẽ không có thắc mắc kỹ như vậy. Thứ nhất, như tôi đã được lập lại trước đây là cha Diệp dành cho mọi người, bất kể tôn giáo, tuổi tác, giới tính, sắc tộc. Và một cái điểm đặc biệt mà khi chúng tôi làm thống kê thì số người không công giáo được ơn còn nhiều hơn số người công giáo, dựa trên cái số nhân chứng ơn lành. Thì điều đó có nghĩa là cha không phân biệt, miễn có niềm tin chạy đến cha. Và đặc biệt là mình tôn giáo nào mình cứ giữ nguyên tôn giáo đó, không ai bắt mình phải thay đổi cả, vì cái niềm tin đó là cái tự do của mỗi người. Tôi cho rằng là những người tôn giáo khác họ đến với cha Diệp chẳng qua để nhờ cha chuyển cầu cái lời xin của họ đến cái đấng mà họ tin. Đó là cái điều quan trọng mà chúng tôi thấy là mọi người nhìn cha như là một người cha Việt Nam, người cha rất yêu thương mình, sẵn sàng giúp đỡ mình, chứ không kể là mình phải là đạo nào. Hiện tượng này chúng ta cũng thấy rất rõ ở Việt Nam. Rất là nhiều người, nhiều tôn giáo khác nhau đều đến tắc sậy, đều đến nhà thờ mà nơi cha Trương Bửu Diệp có những cái linh đài ở đó. Và chúng ta biết rằng hàng tháng thì Trương Bửu Diệp Foundation có cái newsletter để đưa lên những cái mẫu chuyện về những chứng nhân ân lành của cha Diệp. Và chúng tôi, cá nhân Đỗ Vinh, đã dịch ra được trên dưới 100 mẫu chuyện và đã đưa vào Amazon có cuốn sách bằng Anh ngữ ở đó, và sẽ tiếp tục dịch tiếp những cái câu chuyện, những mẫu chuyện mà các nhân chứng đã viết lên, nói lên, được thấu hình. Và chúng tôi rất là hân hạnh có cái cơ duyên để làm việc với Trương Bửu Diệp Foundation để phổ biến thêm những mẫu chuyện đó. Thì quý vị cứ theo dõi lên trang nhà website và theo dõi chương trình, chúng tôi sẽ thấy còn nhiều những cái mẫu chuyện mà hoàn toàn là không có người phải là người công giáo. Như anh cho nói là đa số là không phải người công giáo, mà người đạo lương hay là mình gọi đạo Phật hay là đạo ông bà cũng rất là nhiều. Kế tiếp chúng tôi có câu hỏi từ bà Nga ở Los Angeles. Tôi thấy nhiều người được ơn cha quá mà sao tôi xin cha hoài vẫn không được. Làm sao để được ơn cha? Dạ. Có cái bí quyết gì không ạ? Câu hỏi này không phải riêng của bà Nga, mà tôi cho rất nhiều người cũng hay hỏi như vậy. Thì tôi có thể nói tóm tắt thế này. Tất cả những nguyện ước, những xin khấn, những cái lời cầu khẩn
về công danh sự nghiệp, về gia đình, về sức khỏe, về công việc, tất cả đều quy về một mối là xin sự bình an. Anh đồng ý không? Vâng. Tại vì tôi đang gặp sức khỏe trục trặc. Cái điều tôi xin là hết bệnh. Hết bệnh có nghĩa là gì? Tôi muốn sự bình an trong tâm hồn. Thế thì cái đích cuối cùng của các lời xin có phải chăng là sự bình an không? Dạ vâng. Vậy thì giống như tôi đã nói hồi nãy trong cái câu hỏi trước, đến với cha, đặt vào niềm tin nơi cha là ta đã được ơn rồi đấy. Đó là ơn bình an. Dạ. Tại vì khi có một nơi để mình dựa vào, cha, con đuối rồi, con không còn biết dựa vào ai, còn có mỗi mình cha thôi. Con trút cái nỗi lo này cho cha, và cha hãy cất nó đi cho con. Nếu con xứng đáng được cất, thì cha hãy giúp cho con. Tự nhiên ngay khi mình đã trút được cái nỗi lo đó, mình cảm thấy sự bình an đến với mình. Chuyện đời nó sẽ thay đổi, nó sẽ xảy ra đúng ý hay không đúng ý. Nhưng at least, xin lỗi, tối thiểu là chúng ta có được sự bình an ngay lúc đó. Và sự bình an nó theo mình mãi. Đặc biệt với tôi, kinh nghiệm của tôi, ban đầu tôi đâu có tin cha đâu, tôi chỉ tin chính mình thôi. Nhưng mà chính những cái điều mà mình tin xin nơi cha, nó làm cho mình bình tâm ngay cái lúc mình đang bối rối. Mọi cái thông minh sáng suốt của lúc mình khỏe mạnh, nó biến mất ha. Cái lúc mà tôi càng đau thì cái đầu nó càng rối. Mà nó đầu càng rối thì mình càng quyết định sai. Khi tôi đến với cha, tôi cảm thấy lại được sự bình an. Và như vậy bỗng nhiên những cái quyết định đúng đắn, sáng suốt nó trở lại với mình. Đó chính là một cái ơn ngay lập tức mà tôi được. Và tôi tin rằng là bất kỳ ai khi gặp những cái khốn khó, chạy đến cha đi, cứ thử đi. Cái sự bình an đến ngay với mình, đừng có nói gì ơn gì khác. Phần còn lại mọi sự nó sẽ đến. Vâng. Thưa quý vị, chúng tôi rất là hân hạnh được lên chương trình Việt Face của chúng ta với anh John Nguyễn, CEO tổ chức Trương Bưu Dịch Foundation, đã trả lời một số những câu hỏi rất là tiêu biểu, và chúng tôi đã nhận rất nhiều sau cái chương trình đầu tiên với anh John. Và hôm nay vì thời lượng cũng có hạn, chúng tôi chỉ trả lời một số câu hỏi và sẽ chạy một cái clip video sau chương trình này. Như người ta hay nói là đi trong xương ướt áo không lúc nào không biết. Thì chúng ta biết là những người, nếu quý vị nào tôi nói đơn cử như bệnh tiểu đường đi, mà mình mới phát hiện mình bị tiểu đường, mình bắt đầu uống thuốc, mình uống thuốc đâu có hết liền cái bệnh tiểu đường đâu, nhưng mà phải lâu ngày, từ từ quý vị sẽ kinh nghiệm nó có những cái việc mà nó đến với mình, mà có khi nó đến thình lình, nó đến một cách là rất nhanh mà chúng ta không lường được, mà có khi cũng phải đợi thời gian và cái sự bền bỉ cũng như đức tin chúng ta sẽ giúp rất nhiều trong những trường hợp này. Thì chúng tôi xin nhờ anh John Nguyễn có đôi lời, nhất là trong cái dịp lễ tạ ơn này, Thanksgiving, chúng ta biết rằng người Mỹ họ rất là biết ơn và họ cầu nguyện rất nhiều. Thì xin anh gửi một đôi lời cảm tạ cũng như là những cái sự nhắn nhủ nào với quý đồng hương, quý thân hữu và những người đã đến với Trương Bửu Diệp Foundation. Xin anh cho chúng tôi đôi lời. Dạ vâng, cảm ơn anh Đỗ Vinh. Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Việt Face của chúng ta, cái mùa tạ ơn là cái mùa nói lên cái lòng biết ơn mình. Thì tôi có những cái người mà tôi không bao giờ quên ơn được. Điều đầu tiên đó là cha Diệp. Đọc tiểu sử của cha mới thấy có những cái tấm gương mà mình học hỏi của cha. Điều thứ nhất, cha cứu 70 người giáo dân, trong đó anh biết có bao nhiêu người là có đạo không? Chắc là ít. Chưa tới 1/3. Phần còn lại là chưa có đạo. Thế thì điều bài học đầu tiên là cha cho mình học được bài học là giúp bất kỳ ai, không kể họ là background như thế nào. Bài học thứ hai, Đức vâng lời. Khi mà cái thời buổi chiến tranh xảy ra nơi cha, thì Đức Bề Trên lúc đó là Đức Bề Trên mời ngài hãy rời bỏ chỗ đó đi, trở về Cần Thơ để lánh nạn, tại vì chiến tranh mà. Thì lúc đó cha nói là cha không thể đi được, vì con xin ở đâu cha ở đó. Người ta nói là cha không vâng lời bề trên. Tôi thì tôi nhìn ở góc độ khác. Cha Diệp vâng lời cái đứng bề trên cao nhất, là cái trái tim của mình, là yêu cầu ngài ở lại với con chiên, sống chết cùng con chiên. Cái điều thứ ba mà chúng tôi biết ơn đó là tình yêu. Có ai đó hoặc là một cái câu nói rất nổi tiếng là không có tình yêu nào vĩ đại bằng tình yêu là hiến sân bản thân, mạng sống mình cho người mình yêu. Cha đang làm chuyện đó.
Cha là tấm gương của tình yêu là vì hy sinh bản thân mình để cứu 70 giáo dân được sống. Và bài học cuối cùng mà chúng tôi biết ơn cha đó là sự phó thác. Khi cha chết trần truồng, đầu bị mất, chặt đầu, thế mà hai tay vẫn để trước ngực. Và khi người ta thấy được cái đầu ngài còn dính ở vai đó, thì khuôn mặt ngài rất bình thản, dạy cho chúng ta bài học là phải biết phó thác. Và chính sự phó thác đó giúp chúng ta thoát tất cả những cái nỗi hiểm nguy và lo sợ. Thì điều đầu tiên phải cảm ơn cha Trương Bửu Diệp. Điều thứ hai tôi muốn nói đến cha Linh Hướng Đinh Ngọc Quế ở Dòng Chúa Cứu Thế. Cha Linh Hướng là một trong những người gắn bó với hội từ những ngày chưa thành lập. Cha giúp mọi điều kiện để làm sao cho hội có thể đứng vững, nhất là trong những ngày đầu rất sóng gió. Mỗi một buổi cầu nguyện cha đều xuất hiện để mà ban phước lành cho những người dân đến. Đặc biệt lúc này cha vì sức khỏe 93 tuổi rồi, ngài không có thể đi lại được, nhưng tinh thần của ngài vẫn sáng suốt và ngài lúc nào cũng hướng về hội và cầu chúc bình an cho hội. Người thứ ba mà chúng tôi nhân cơ hội này cảm ơn đó là các anh chị em thiện nguyện viên. Nếu không có những người thiện nguyện viên cộng tác hiện nay trên dưới 70 người thì những cái hoạt động của hội nó không được suôn sẻ và trôi chảy như ngày hôm nay. Những công việc đó là làm sao? Là đem cha Diệp đến cho mọi người. Không có sự nối dài của các người thiện nguyện viên, chúng tôi không làm được. Và người cảm ơn, lời cảm ơn cuối cùng nhân dịp tạ ơn là đến những ân nhân của hội. Những ân nhân mà đã đồng hành suốt với hội 7 năm qua, giúp cho hội đứng vững và phát triển mạnh đến ngày hôm nay. Đặc biệt là những người đang xem đài. Khi cảm nhận được niềm tin sẽ lan tỏa cho mọi người khác. Cho nên lời cảm ơn cuối cùng là xin chúc một mùa lễ Thanksgiving, lễ tạ ơn thật là an bình và hạnh phúc đến tất cả quý khán thính giả đang xem đài. Vâng, cảm ơn anh John. Và chúng tôi rất là cảm động khi nghe đến cha Đinh Ngọc Quế cũng như là những hy sinh vị tha của cha Trương Bửu Diệp và những người thiện nguyện noi gương của cha Diệp cũng như là hợp tác và nhận được những cái sự giúp đỡ của cha Linh Hướng. Chúng tôi cũng nhân dịp đây cảm ơn anh John vì chúng tôi là cái người cũng đã đến được nhiều cái sự nâng đỡ và hỗ trợ của anh về mặt tinh thần, về mặt tư vấn và giúp cho chúng tôi có những cái niềm tin mà nó rất là bổ ích cho đời sống riêng tư của Joe Dovin và gia đình. Thành ra cũng cảm ơn anh John và đặc biệt nhân lễ tạ ơn xin không quên đến tất cả ơn trên, những bậc trưởng thượng, các ông bà cha mẹ chúng ta. Xin gửi lời cảm ơn với các đấng sinh thành và những người đã giúp đỡ cho chúng tôi. Và xin nhắc quý vị rằng chúng ta sống trong một cái cộng đồng. Và nếu mà không được một cái ân lành gì cả thì ít nhất quý vị đến với Trương Bửu Diệp Foundation sẽ có rất là những nhiều người với những cái tâm rất là nhân bản để sẵn sàng trở thành những người bạn đồng hành với quý vị trong mọi khó khăn của cuộc sống. Thì đó là một cái điều chúng tôi đã chiêm nghiệm. Và cũng xin chia sẻ với quý vị rằng quý vị đến với Trương Bửu Diệp Foundation sẽ có rất là nhiều người cùng kinh nghiệm, cùng lòng biết ơn và đức tin để mà trở thành những người bạn rất tốt với quý vị. Thì đó là một cái điều mà chúng ta thấy cũng là một cái ơn lành. Một lần nữa cảm ơn anh John Nguyễn và xin hẹn anh chương trình tiếp. Xin quý vị hãy coi cái clip của chúng tôi chiếu sau chương trình này và hy vọng nhờ ban kỹ thuật để số phone và cái email hay là địa chỉ trang nhà để quý vị có thể truy cập và tiếp tục theo dõi những chương trình của Trương Bửu Diệp Foundation. Và xin lại nói thêm một tí nữa là những ai có thắc mắc, có suy nghĩ, xin gửi về Đài Việt Face của chúng ta, chương trình của anh Đỗ Vinh, hoặc là đến với văn phòng chúng tôi. Chúng tôi hy vọng là sẽ có dịp chia sẻ những kinh nghiệm, chứ không dám nói là giải đáp thắc mắc, mà chia sẻ những cái suy nghĩ của mình để mình tìm đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn cha Diệp cũng như cha Linh Hướng Đinh Ngọc Quế đang sức khỏe rất là kém vì tuổi cao. Và tất cả quý ân nhân, quý đồng hương đã đến với Trương Bửu Diệp Foundation. Chúc quý vị một mùa lễ tạ ơn thật là hạnh phúc và mọi sự tốt đẹp.
cha trương bưu diệm, lạy cha trương bưu diệm. Amen. Hội Trương Bưu Diệm Foundation, viết tắt là TBDF, là hội non-profit do gia đình ông bà John Nguyễn và Holly Phạm, cư dân tại thành phố Fountain Valley, California, thành lập ngày 16 tháng 8 năm 2011. Do hai lần được ơn cha Trương Bưu Diệm cứu mạng, ông bà đã bày tỏ lòng biết ơn cha bằng cách phổ biến và lan truyền danh cha Trương Bưu Diệm đến cho mọi người. Mục tiêu duy nhất của Trương Bưu Diệm Foundation là vinh danh cha Trương Bưu Diệm. Trong giai đoạn hiện nay, việc vinh danh cha được thể hiện qua ba công việc chính. Thứ nhất, kêu gọi ký thỉnh nguyện thư qua chương trình We the People để nhờ chính phủ Hoa Kỳ có tiếng nói đến tòa thánh trong việc xin phong thánh cha Trương Bưu Diệm. Thứ hai, thu thập và truyền bá các ơn lành cha Diệp qua phương tiện truyền thông. Thứ ba, thực hiện các chương trình phục vụ cộng đồng như trung tâm y tế Trương Bưu Diệm, làng cha Diệp cho người già neo đơn. Từ tháng 3 năm 2012, hội khai trương văn phòng và nhà thăm viếng cha Diệp tại số 14231 đường Euclid, phòng E101105, thành phố Garden Grove, California, với diện tích gần 3.000 square feet. Nơi đây trưng bày nhiều kỷ vật quý giá về cha Diệp như hai bức tượng cha, bức phù điêu ba chiều, mảnh ván hòm, vụt hài cốt, bàn thờ tổ. Tất cả đều được mang về từ mộ cha ở nhà thờ Tắc Dậy để những người mến mộ cha Diệp có nơi thăm viếng và khấn nguyện với cha ngay tại Hoa Kỳ. Tôn chỉ của hội là không gây quỹ hay quyên góp tài chánh. Thay vào đó, hội đón nhận sự tài trợ tự nguyện từ các doanh nghiệp, đặc biệt là sự góp sức của tất cả mọi người để đem danh cha Trương Bưu Diệm lan rộng trên toàn thế giới, không phân biệt sắc tộc, tôn giáo và lãnh thổ. Khi mà tôi đến đây thì tôi cảm thấy rất là vui trong lòng tôi. We are here to give thanks to Father Trương Bưu Diệm. Thăm cha Diệp, tại vì cha Diệp đã giúp đỡ nhiều và muốn tạ ơn cha Diệp. Được đến tới cái đền của cha, em rất là vui. Vì khi bước tới là đã thấy cái lòng tin của mình nó đã sẵn sàng rồi. Cầu xin ơn của cha thánh truyền cầu rất nhiều. Nay con tới đây thay mặt cho đình cảm tạ cha thánh và xin cho thánh truyền cầu cho con cháu chắc chúng con được bình an. Thì những lần mà cầu xin cha là đều được cả cha nhận lời hết. Thì hôm nay tôi đến đây để mà cảm tạ cha cũng như là để thăm viếng cha. Nay về thăm gia đình bên vợ, gia đình Phật giáo ấy, nhưng mà cũng không thích là tin vào cha Bưu Diệm và muốn tôi luôn phải đến là thăm cha Bưu Diệm. And coming here to see Father Diệp, it's very peaceful and calming and it's just a great way to give thanks. Mà nó im lặng mà muốn cầu xin cha cái gì gì vậy đó. Trời, tôi hư quá à, cầu xin sức khỏe thôi. Về nhà rồi không có xin già đến rồi, xin sức khỏe. Xuống đây thăm cha Diệp tại vì nhận được nhiều, rất là nhiều ơn lành của cha Diệp và tới đây để tạ ơn. Và muốn lành mà giờ đến cái tượng của cha mà cầu ơn cha thì cái câu của cái cảm giác mà cha đang đứng bên cạnh em. Well, every time I come here I feel that I'm very hopeful and welcomed here and it's nice to always be here to pray to Father Diệp. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến thăm văn phòng của cha Trương Bưu Diệm. Chúng tôi thấy cảm thấy rất là ấm cúng và rất là trang nghiêm. I came because my prayer has been answered. Cô cảm động quá. Cô phải khóc. Không lần nào mà cô không rớt nước mắt. Dạ, cảm tưởng đầu tiên cũng thấy nơi này rất là trang nghiêm. Có thể cho mọi người đến đây để cầu xin riêng. Như cha Diệp hiện nay đã cứu bao nhiêu người trên thế gian này. Con cha về đây có một chỗ để mình đến viếng cha gặp gỡ. Khi tôi mới bước vào văn phòng tôi cảm thấy một cái sự gì đó giống như linh, rất là linh thiêng. Đặc biệt nhất là bức ảnh này đã mang lại một cái ấm cúng và
tuyệt vời khi thấy cha đang theo dõi mình và ban phước cho mình. Đi vô trong đó thì rất là ấm cúng và cảm thấy mình thấy gần gũi với cha vậy. I feel very comfortable and very pampering to my religious needs. Đại khái vô trong phòng rồi mình được gặp giống như cha đang ngồi đó vậy. Cái cảm giác trong lòng mình rất là bình an. My thoughts on my first visit here, it's very humbling. I'm very at peace. Xin hết lòng cảm ơn cha. Và xin cha tiếp tục cầu khẩn cùng Chúa cho chúng con. Từ xuống sân bay là tôi chạy lên đây thăm cha Diệp liền.